là người Bắc đúng không ạ? Đúng rồi. Nữ ca sĩ này rất nổi tiếng đúng không ạ? Đương nhiên rồi, quá lời luôn. Đến mức diva không ạ? Đúng rồi, diva, diva, diva. Đây là người có bài hit Sắc Màu đúng không ạ? Đúng rồi. Cô ấy là nhà thơ đúng không ạ? Học bếp đó, học bếp. Dạ, em xin trả lời là nữ ca sĩ Trần Thu Hà ạ. Chào chị. Hả? Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi em ấm nhà người, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đa nao. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm nơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo ơi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Trèo lên còn đâu bóng quê nhà trong chiều
giặt trôi, đến bên bờ có người thương nhớ. Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa, dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thổi bay những ngày thơ, tóc gió thổi bay những chiều mưa. Chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và người bạn guitarist của em là Khánh Hòa. Khánh Hòa. Vâng. À, xin cảm ơn Khánh Hòa. Chào em. Em chào anh. Lâu lắm rồi em được gặp anh. Thế thì bây giờ đến với chương trình Ký Ức Vui Vẻ, gặp lại những gương mặt mà em cũng rất quen thuộc, nhiều dạ. người, nhiều nghệ sĩ. Và hơn nữa lại biểu diễn trên một cái sân khấu ở Việt Nam này thì chắc là có những cái kỷ niệm nó dội về trong em. Như là hôm nay đứng đây nói chuyện, trò chuyện với anh, em lại nhớ lại một cái chương trình mà từ lâu lắm rồi. Em không biết là anh còn nhớ không, là
ở cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. À, chương trình của anh mà lúc đấy có cả em, cả chú Tiến và bố Hiếu cùng hát ở trên sân khấu bài Trắng Đen. Có. Thế thì khi nãy em đứng đây em hát, tự nhiên em nhìn anh và trong đầu em nó hiện lên những cái mảng ký ức đó. Khi trước là Thu Hà cũng đi lên từ các chương trình truyền hình, các chương trình ca nhạc của truyền hình Việt Nam. Và sau đó thì bẵng đi một thời gian đi nước ngoài, bây giờ quay trở về lại được tham gia cái nhịp mạch đó, cảm thấy rất là vui. Vâng. Xin mời Sơn Thạch. Trong gia đình của con có hai người chị gái là rất là thích. Hồi xưa là mấy chị là kiểu đi học á, thường là ghi lại những cái lời bài hát vào trong những cuốn sổ á chú. Và chị Trần Thu Hà là một cái người mà chị của em rất là yêu thích chị luôn. Đó lý do tại sao mà sau này khi mà con tham gia vào một vài cuộc thi á thì con có sử dụng bài Sắc Màu của chị. Và hôm nay khi mà nghe Sắc Màu của chị thì em thật sự là rất là xúc động, mà em có thể bắt tay chị một cái nữa. Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng. Xin bắt tay thôi nhưng mà đây là... Chương trình bài Sắc Màu thì cho em xin chia sẻ. Xin mời. Chào Hà nhé. Em chào anh. Ơi, bọn em có duyên gặp nhau ở sân bay và trên máy bay một vài lần. Vâng. Thế nhưng mà cái bài Sắc Màu của Hà hát ý, thì lúc bây giờ nó đang hit mà bọn em chế trong táo quân. Thì Hà hát bài này thì anh nhớ là một màu xanh xanh. Hay hát quá nhỉ. Chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng, ấy là đèn giáng thông. Vì em không lâu nhìn không rõ, cánh lái xe đi vượt bụi vàng. Rồi thì đâm nhau, toát xe toạc đầu. Nhiều người đi qua đứng ngay lại, tắc đường giao thông. Thôi đấy là em đang là táo giao thông đúng không? Giao thông, giao thông. Anh vẫn nhớ được hay á. Tại vì là những cái bài đấy là mà bọn mình cùng nhau chế. Và thường ý, thì những bài hát trong táo quân em là thằng hay hát live nhất. Hà thì cái thời điểm mà bọn em làm táo thì Hà cũng vẫn đi diễn cùng nhau. Nhưng mà nhớ nhất là cái bài này. Ngày trước còn bài Dệt Tầm Gai nữa cơ. Dệt Tầm Gai ý à, Dệt Tầm Gai ý à cơ. Dệt Tầm Gai là dệt từ năm 2000 mà bây giờ năm 2020, 20 năm sau rồi em vẫn dệt tiếp anh ạ. Chưa hôm nay. Cho em nói mấy lời về Hà. Đăng Dương xin mời. Anh chào Hà. Em chào anh Dương. Nói về Hà thì ấn tượng nhiều lắm. Tại việc thứ nhất là con của thầy Trần Hiếu. Thầy Trần Hiếu cũng là một trong những người thầy đầu tiên của em ôn thi cho em vào trường. Thế thì Hà có một cái giọng hát rất là đặc biệt, có nghĩa là rất là cá tính. Ngay từ khi mà học thì em đã rất là thích. Thế còn nói về khi mà Hà nói hát ba cái tác phẩm vừa rồi của chú Trần Tiến ấy, thì gợi cho em rất là nhiều kỷ niệm. Tại vì trong một cái chương trình của Mỹ Thanh, không biết Hà còn nhớ không, thì làm chương trình riêng của chú Trần Tiến. Thì cái đêm nhạc đó thì mở màn cái bài hát Mặt Trời Bé Con. Cái cậu mà hát bài hát đó chính là con em. Em nhớ mà. Tại vì nhạc của chú Trần Tiến thì là em cũng rất là thích. Và đặc biệt là Hà là rất là hợp những cái tác phẩm của chú. Tại vì em nghĩ là một trong khi nhà chú cháu ở trong gia đình có nhiều cái kỷ niệm gắn bó với nhau và hiểu về cái tính chất âm nhạc của chú, đâm ra là đúng rồi. Rất là vui hôm nay được gặp Hà tại đây. Dạ em cảm ơn anh. Xin mời Hamlet Trương. Dạ chị ơi, em chỉ hỏi một câu là khi nào chị có tập thơ mới ạ? Ủa, em làm thơ hả? Là vâng, em tập thơ của em phát hành năm 2011. Ủa vậy là em đọc thơ của chị hả? Ủa, thì bắt đấy thằng nào thấy cậu hỏi là có làm thơ không thì năm nay tôi, năm nay không đang ai viết. Dám trả lời là có đúng không? Đây cũng là một cái thông tin. Năm nay đang viết tiếp và chị nghĩ là chị sẽ gọi là biên tập để in vào một chung một cuốn cả mới cả cũ. Thế và nhạc sĩ Trần Tiến thì có đề xuất là phổ nhạc cho bài thơ nào đó của Hà không? Buồn cười lắm anh ạ, tại vì là ngày xưa em hay đi sinh hoạt những cái câu lạc bộ viết văn ấy. Ví dụ như là hội bút hương đầu mùa của Hoa Học Trò. Xong rồi làm thơ thì làm rất là sớm, là lớp 2 em đã có bài thơ đầu tay rồi. Cái bài thơ như nào còn nhớ? Bài thơ đó tên là bài Anh Vinh, tức là anh Vinh là thế này, là người anh ruột của chị dâu em và anh lại là họa sĩ. Anh ấy học chung với anh trai em, hai người cùng học họa. Thế và cô em gái thì yêu anh trai em, thế là thành vợ của anh trai em. Thế thì có một lần là anh ấy bảo em là ngồi xuống đi anh ấy vẽ cho. Thế là lúc mà anh ấy vẽ em thì em làm bài thơ đấy. Khi mà nhìn thấy cái ánh mắt anh nheo lại để anh ấy vẽ bức chân dung đầu đời của em bằng màu nước ấy, rồi. Thì em lại tặng lại cho anh một bài thơ là bài thơ Anh Vinh. Lúc đấy là em học lớp 2. Wow. Wow.
Mới chị đọc 2. Đi chị nhớ một câu thơ nào đấy để xem cái vần thơ của cô bé lớp 2 như thế nào. Không nhớ được ý không ạ. Không nhớ được hết ạ. Vâng. Trở lại câu chuyện là đầu tiên là viết thơ trước, xong đến khi ra tập thơ thì lúc này em cũng viết một số ca khúc. Em mới nói với bố Tiến là bố ơi, con viết được nhạc và viết được thơ nhưng con không biết làm sao lồng hai thứ vào nhau. Hay là bây giờ bố viết lời cho con, vì bố viết lời bài hát rất hay. Thì ông bảo em là không, con cứ viết đi. Con viết đi rồi đưa bố xem, có gì bố góp ý, bố sửa cho một hai câu. Chứ mà lời nhạc hay thơ mình phải tự làm thì nó mới ra cái tiếng nói của mình. Và con cứ phải tiếp tục làm, con cứ phải tiếp tục hàng ngày con ngồi vào bàn. Và con có cái mẫu nhạc đó thì con nghĩ xem là con sẽ có cái mẫu lời nào để khớp vào đó. Buồn buồn mà tại vì ông chú bố mình là người hiểu mình nhất, mà bây giờ không giúp thì giờ bó tay không biết làm sao. Thế mà không biết lại sao mà cũng thực hiện theo cái lời khuyên là ngồi vào bàn suy nghĩ và cố gắng nghĩ ra những cái tứ lời để đặt vào bài hát của mình. Và thế là cũng đã viết được một nửa album nhạc, nhưng mà cũng lại chưa công bố. Và thơ của mình thì bố Tiến vẫn là, không đụng đến. Em viết được một nửa album nhạc thì trong đấy có một bài em tự phổ thơ của em, còn lại ba bài kia là lời mới tinh. Anh ơi, cái bài thơ của Hà là có, Hà không nhớ đây. Đây, nguyên bài thơ đấy nó như này. Đây ạ. Anh Vinh ngồi vẽ mình, mắt nheo theo ánh sáng. Anh Vinh vẽ từ sáng mãi tới chiều mới xong. Làm em ngồi lưng cong, hôm sau vẫn còn mỏi. Vẽ xong anh Vinh hỏi, có giống em không à? Ôi trời ơi, siêu sáng tác à? Thì tại vì là Hà không nhớ, em nghĩ chắc bài đấy nó thế này. Mới được có 2 phút thôi đấy ạ. Ông ơi, vừa sáng tác được 2 phút. Siêu quá, ôi thôi xong. Thế thì em không nên ra tập thơ nữa, tại vì anh chỉ 2 phút, anh viết được một bài thế. Rồi, cảm ơn Trần Thu Hà đã đến chương trình Cứu Vui Vẻ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Trần Thu Hà. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn chơi.